thứ năm tuần 14 thường niên. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy đi rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: Bình an cho nhà này. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và rũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con, trong ngày phán xét, đất Sodoma và Gomorra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Quà để tặng không phải để bán lấy tiền. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Chúa Giêsu là quà tặng quý giá của Chúa Cha trao ban cho nhân loại. Chúng ta được biết Chúa Giêsu, được nghe lời người, có lòng yêu mến người, có đức tin vào người là do hồng ân của Thiên Chúa ban, chứ không phải là do hiểu biết hay sự khôn ngoan của mình. Và chúng ta có bổn phận chia sẻ hồng ân ấy cho mọi người, phải là trái tim, là bàn tay của Thiên Chúa mà trao tặng món quà Giêsu cho mọi người. Bởi thế, Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ là phải lo việc chính yếu là: Các con hãy đi rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Việc rao giảng nước Thiên Chúa tuyệt đối không phải là việc kinh doanh, tìm lợi nhuận, nhưng phải là việc cho không, biếu không. Người còn căn dặn các môn đệ đừng bận tâm đến chuyện tiền bạc, nhưng phải mang bình an tới cho mọi người, bất chấp mọi thiếu thốn, mọi hiểm nguy cho bản thân mình. Một nghĩa tử khoe với cha cố Phêrô Khổng Văn Giám rằng: Anh dạy giáo lý dự tòng và đỡ đầu cho nhiều người. Cha nói: Cha rất vui mừng, nhưng còn nhớ điều này: đừng bao giờ mượn tiền hay nhờ vả lợi dụng con đỡ đầu của mình nghe con. Cả nhà bà cụ là người Phật giáo, chỉ có một mình bà được ơn rửa tội ở tuổi 80. Hôm bà bệnh nặng, hội bà mẹ đến đọc kinh xin ơn bình an cho bà. Sau giờ kinh, con trai gửi bì thư quà cho hội. Chị hội trưởng nói: Anh giữ mà lo thuốc lo sữa cho mẹ. Anh nì nằn xin các bà nhận, nhưng chị em không nhận. Anh nói: Vậy là mẹ em được cầu nguyện miễn phí. Lạy Chúa, xin giúp các gia đình nhiệt tình giúp đỡ mọi người nhận biết Chúa, tin cậy mến Chúa mà không trông mong ai đền đáp gì, chỉ mong họ sống an bình trong tình Chúa yêu. Amen. Nhìn một vòng thế giới, rồi nhìn lại đất nước, quê hương, nhìn làng xóm, rồi nhìn lại gia đình mỗi người, có thể thấy đang lấp lánh một màu xanh hy vọng dưới bóng chiều tím thế gian và những tiếng than van khôn tả của chiến tranh, bạo động, đói nghèo, đau khổ. Vâng, lời Chúa Kitô là ánh sáng thắp lên niềm hy vọng ấy, niềm hy vọng bởi một tình yêu vô biên,
tình yêu Thiên Chúa trong Chúa Kitô hiệp hành với dân người, và dân người hiệp hành với người và với nhau. Hân hoan bước qua nỗi đau thương, sợ hãi mà tiến vào cõi bình an với lòng tín thác. Ước gì các gia đình ngộ ra chân lý huyền diệm của Thiên Chúa. Đường đau khổ là đường đưa tới vinh quang, và trong niềm tín thác vào Chúa Giêsu đau khổ và vinh quang, mỗi người, mỗi nhà sẽ cùng hát lên: Bạn ơi, bước rộn ràng lời ca vang trên đường. Ta bước qua muôn ngàn nỗi đau thương. Bạn ơi, Chúa đồng hành dìu ta đi trên đường. Đường đau khổ là đường đưa tới vinh quang. Xin mọi người cùng hát với nhau Đường Hy Vọng. Come on.
chúng ta.